ngày hôm nay của Hy sẽ như thế nào. Dậy lúc 5 giờ sáng và đọc sách từng chữ từng trang luôn á các bạn. Sau đó Hy nâng cao sức khỏe bằng cách chơi thể thao. Trò này chỉ có Hy chơi được và Hy nâng độ khó lên chơi bằng hai tay luôn nè. Ghê chưa? Thể thao một xíu mình chảy mồ hôi à. Bây giờ mình sẽ ra tưới cây nha các bạn. À không, cái này là tưới dao, còn bên đây là cây dưa leo nè. Một lát mình sẽ làm cái dàn cho cây dưa leo nha. Tưới cây xong rồi mình sẽ đi đóng vít. Một lát mình sẽ đi giao hàng xong thì mình sẽ làm cái dàn cho cây dưa leo. Trước khi đóng gói thì mình sẽ viết một cái thiệp cảm ơn vì mỗi hũ vít bạn mua sẽ giúp cuộc sống Hy đi tốt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đóng gói lại nè. Mới đóng cùng một gói hàng à. Bây giờ mình sẽ ăn một cái miếng vít để lấy lại năng lượng nha các bạn. Trời ơi, mới ăn vô một hai miếng mà nó thơm gì đâu, khẩu ngon của nó khó cưỡng lại các bạn ơi. Các bạn hãy mua ngay đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi giao hàng. Rồi cái khúc này mình không biết mình làm cái gì, tại sao mà qua nó đợi nó. Theo con hàng đi nào. Các bạn coi clip trước thì cũng biết rồi đó. Đi một cái là Coca phóng lên xe liền luôn. Giao hàng xong mình sẽ đi chặt sậy nha các bạn. Đây, tới nơi rồi. Coca này đi theo để quản lý mình đó các bạn. Rồi, sậy đây. Mình có một con dao nhỏ để mình khứa nó. Bây giờ cây sậy này nó rất là mềm rồi. Xong rồi các bạn, quản lý lại kiểm tra đó. Còn mình có làm tốt không đó. Rồi bây giờ mình sẽ gốc những cái cành ngay rồi xong mình bó lại nha. Chỗ này là chỗ của hai cô chú kia phơi củi nè. Giờ mình sẽ gốc cành rồi. Bây giờ mình sẽ đem những cái cành này mình qua bên kia. Đó các bạn thấy trống là mình dọn xong hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ mang sậy này đi về nha. Sau khi về đến nhà thì nắm chan chan luôn. Bây giờ cũng trưa. Bây giờ mình sẽ tranh thủ vô trong nấu miếng đồ ăn ấy. Chân gà này là của Coca đó, khô này là của mình. Bây giờ mình chiên lên. Đố các bạn là mình ăn với cái gì? Đây mình sẽ lấy nước chè chan chung với cơm nha các bạn. Món này là món tuổi thơ của mình á. Hôm nào các bạn ăn thử nè. Rất là ngon luôn. Chà với lại khô chiên. Bây giờ thì trời nó cũng mát rồi. Bây giờ mình sẽ tranh thủ ra làm cái dàn nha các bạn. Nếu mà nhà bạn nào mà có chút á thì làm chút đi. Thì cái dàn nó sẽ giữ được lâu hơn. Còn sậy này á thì bên trong nó mỏng á, nó mau khô lắm. Mình sử dụng được một thời gian thôi chứ mình không có sử dụng được lâu dài như là chút hoặc là chè. Các bạn thấy cái dàn này như thế nào? Hãy để lại nhận xét ở phía bên dưới nha.